Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án Staton nhận token loss đến từ cái dự án này nha các bạn. Thì đây là chủ của dự án, thì dự án này làm về MST thôi nhá. Làm về MST thôi. Thì tham gia vào gan drop này chúng ta sẽ nhận được là 1.000 token loss. Thì để tham gia vào cái drop này thì các bạn vào link dưới phần mô tả video. Thì cũng đơn giản thôi, thì chúng ta chỉ cần like và chia sẻ lại biết của họ thì họ sẽ gửi token cho chúng ta thôi nhé. Thì con token LOP này được xây dựng trên mạng lưới Avalanche, mạng lưới AWS nha các bạn. Ok, thì mình sẽ dẫn lại cái link của để mình để lại cái link unlock dưới phần mô tả video. Sau khi các bạn nhấn vào cái link rồi thì nó sẽ tự động dẫn các bạn đến cái bài viết trên Twitter như thế này, là ở cái bài viết này. Thì ở cái bài viết này chúng ta cần làm đó là đăng lại bài viết kèm với lại cái địa chỉ ví AWS của các bạn với lại cái hashtag này là xong thôi nhé. Ok, thì đầu tiên thì các bạn copy lại cái địa chỉ ví AWS của các bạn Avalanche nha các bạn. Thì bạn nào mà chưa tích hợp mạng lưới AWS lên ví MetaMask thì có thể vào trang web Chainlist nhé các bạn, giờ cái mạng lưới Avalanche mainnet vào nhé. Ok, các bạn copy lại cái địa chỉ ví của các bạn, copy lại cái địa chỉ AWS của các bạn. Sau đó thì ở cái bài viết này các bạn tiến hành like này, sau đó các bạn nút chia sẻ, các bạn chọn phần vote with, từ with là bằng bình luận ấy. Sau đó các bạn dán cái địa chỉ ví của các bạn vào đây nha. Sau đó các bạn cắt ra một cái, kèm theo đó là các bạn dán cái hashtag này giúp mình. Dán cái hashtag vào ở sau cái địa chỉ ví của các bạn. Đấy là như thế này nha, là như thế này. Ok, sau đó thì các bạn phần từ with chúng ta đăng lại thôi là xong. Ok. Sau khi các bạn đăng xong thì các bạn sau khi các bạn đăng bài viết này xong thì các bạn nhấn vào cái tên Staton nhé, các bạn nhấn vào cái tên của nó này, chúng ta tiến hành follow, các bạn ấn nút follow. Ok, như vậy là xong thôi và các bạn chờ đợi nó phân phối thôi. Thì mình kiểm tra ở trên mạng lưới của họ thì họ cũng đã gửi 1.000 token LOP này cho rất là nhiều địa chỉ ví rồi, khoảng mấy trăm địa chỉ ví ấy. Ok, tổng cung của con này chỉ có 422.000 thôi nha các bạn. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn là nhận token LOP đến từ cái dự án Staton. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.